Tối ngày 20 tháng 6, thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 57 trường hợp. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối ngày 20 tháng 6 cho biết có 94 ca mắc mới trong nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có 57 ca. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 311 bệnh nhân, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay là 13.211. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 20 tháng 6, có 94 ca mắc mới. Bệnh nhân từ 13.118 đến 13.211, không có ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 94 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 57 ca, Bắc Giang 23 ca, Đà Nẵng 9 ca, Bắc Ninh 3 ca, Nghệ An 2 ca, trong đó có 83 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 20 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 311 ca mắc mới, 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 4 ca, An Giang 2 ca, Thái Bình 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Bình Dương 1 ca. 300 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 137 ca, Bắc Giang 96 ca, Đà Nẵng 27 ca, Bắc Ninh 19 ca, Bình Dương 13 ca, Nghệ An 5 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Quảng Nam 1 ca, An Giang 1 ca, trong đó 281 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 6, cả thế giới có 179.027.676 ca mắc, trong đó có 163.551.535 ca đã khỏi bệnh, 3.877.036 ca không qua khỏi và 11.599.105 ca đang điều trị, trong đó có 82.774 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 359.401 ca, số ca không qua khỏi tăng 8.538 ca. Châu Âu tăng 19.008 ca, Bắc Mỹ tăng 5.126 ca, Nam Mỹ tăng 1.648 ca, châu Á tăng 48.221 ca, châu Phi tăng 3.463 ca, châu Đại Dương tăng 180 ca. Tại Đông Nam Á trong ngày ghi nhận 29.217 ca, trong đó Indonesia tăng 13.737 ca, Philippines tăng 5.803 ca, Malaysia tăng 5.293 ca, Thái Lan tăng 3.682 ca, Campuchia tăng 659 ca, Đông Timor tăng 29 ca, Singapore tăng 11 ca, Lào tăng 3 ca. Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 11.513 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 9.943 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 21 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người. Tình hình điều trị có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 381, lần 2 là 135, lần 3 là 137. Số ca không qua khỏi đến thời điểm hiện nay là 66 ca và số ca điều trị khỏi là 5.229 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. Ca bệnh, bệnh nhân 13.118, 13.120 đến 13.123, bệnh nhân 13.126, bệnh nhân 13.128, bệnh nhân 13.130 đến 13.131 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, 5 ca là F1 của bệnh nhân 12.860, 2 ca liên quan đến bệnh nhân 12.437, 2 ca trong khu vực phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 6 dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.119, 13.124 đến 13.125, 13.127, 13.129, 13.132 đến 13.145, 13.149 đến 13.151 và bệnh nhân 13.154 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.146 đến 13.148 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, một ca là F1 của bệnh nhân 10.811 đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 19 và 20 tháng 6 dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.152 đến 13.153 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.155
đến 13.211 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 36 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến nhóm chuyển giáo Phục Hưng, 4 ca liên quan đến điểm thu phế liệu Đề Thám quận 1, 11 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Sau khi ghi nhận tới 1.481 ca dương tính, nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều biện pháp chống dịch mới từ ngày hôm nay 20 tháng 6, như dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng, cấm tuyệt đối chợ tự phát, không tập trung hơn 3 người nơi công cộng. Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây không phải là giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 như những tin đồn thất thiệt trước đó, mà là biện pháp phòng chống dịch đặc biệt phù hợp với đặc thù của thành phố. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính riêng từ 6 giờ ngày 18 tháng 6 đến 6 giờ ngày 19 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 104 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Con số này vượt xa so với dự liệu trước đó chỉ khoảng 40 đến 50 ca phát sinh từ F1 được cách ly tập trung. Hơn nữa, đặc điểm lớn nhất của chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc, từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại. Các chuỗi dịch lớn ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư và rải rác trong các khu công nghiệp, nhân viên y tế và nhân viên văn phòng. Đó chính là một trong những lo ngại lớn nhất buộc Thành phố Hồ Chí Minh phải siết chặt thêm các biện pháp theo hướng nâng cao hơn mức độ nhằm đuổi kịp và chặn đứng lây lan dịch bệnh, có thể khống chế dịch bệnh trong tuần tới. Trong khi đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố áp dụng những biện pháp cụ thể với hoàn cảnh thực tế của thành phố chứ không căn cứ toàn bộ theo các chỉ thị. Nếu áp dụng biện pháp phong tỏa một địa phương lớn sẽ rất khó khăn trong việc tổ chức và cả việc đi lại của người dân trên địa bàn. Cũng theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, một quận của thành phố có dân số rất đông, địa bàn rộng, tình hình trong cùng một địa phương cũng rất khác nhau, cho nên cần có biện pháp chống dịch khác nhau. Vì vậy, thành phố chỉ phong tỏa 3 khu phố của Bình Tân và một số ấp của Hóc Môn để giảm tối thiểu mức độ tiếp xúc. Mục tiêu là trong thời gian ngắn nhất có thể cắt đứt các chuỗi ở khu vực này. Ngoài các khu vực phong tỏa, phần còn lại của thành phố vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 cộng. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 đạt mức miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết trên chuyến bay QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022 có 2 ca mắc COVID-19. Điều này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng về nguy cơ các cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo bị lây nhiễm COVID-19. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 2 bệnh nhân kể trên đã được cách ly sau khi nhập cảnh tại cảng hàng không Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm hôm 19 tháng 6, cả 2 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Về việc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết trên chuyến bay về nước, đội tuyển được bố trí tại một khoang riêng, tách biệt với 6 nhóm hành khách phía sau 6 hàng trống, mặc trang bị phòng hộ trong suốt hành trình bay và cho tới khi về tới địa điểm cách ly tập trung y tế. Hiện, toàn đội được bố trí cách ly tập trung y tế tại một khách sạn ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR đợt đầu tiên. Kết quả, tất cả thành viên đội tuyển đều âm tính với SARS-CoV-2. Được sự chấp thuận của Bộ Y tế, huấn luyện viên Park Hang-seo và những thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày thay vì 21 ngày theo quy định. Sau khi hết 7 ngày cách ly tập trung, các cầu thủ tiếp tục cách ly 7 ngày tại nơi cư trú và theo dõi sức khỏe đủ 28 ngày. Thưa quý vị, liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, mới đây thì cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với đối tượng Xue Xiaorong, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, về hành vi ở lại Việt Nam trái phép. Theo thông tin ban đầu, tháng 11 năm 2019, thì Xue Xiaorong nhập cảnh vào Việt Nam đến thành phố Hải Phòng bằng thị thực du lịch và được gia hạn tạm trú đến tháng 8 năm 2020. Sau đó, dù đã hết hạn thị thực, Xue Xiaorong vẫn ở lại Việt Nam, nên bị Công an thành phố Hải Phòng xử phạt vi phạm về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và được yêu cầu xuất cảnh, nhưng Xue không chấp hành. Sau khi nộp phạt thì Xue Xiaorong cùng người yêu không về nước theo quy định mà trốn vào Đà Nẵng thuê trọ tại một căn hộ ở phường Khuê Mỹ. Đến đầu tháng 6 năm 2021, Xue Xiaorong bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Thưa quý vị, trong tình hình đại dịch COVID-19 hoành hành kéo dài gây nhiều tổn thất về kinh tế, với mục đích hỗ trợ người dân bị giảm thu nhập, mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng do dịch bệnh, gói an sinh xã hội gần 62.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân được triển khai trên phạm vi cả nước từ giữa năm 2020. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, qua gần một năm triển khai đến nay, hơn 14 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng kinh phí trên 32.600 tỷ đồng, mới chỉ đạt hơn 50% so với kế hoạch đặt ra mà thôi.
Từ tháng 4 năm ngoái, Hà Nam và Hải Phòng là hai địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành chi trả gói an sinh xã hội đối với nhóm người có công, nhóm bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nhóm hoàn thành việc chi trả sớm nhất với kinh phí hơn 11.700 tỷ đồng do có danh sách, hệ thống dữ liệu đối soát. Tôi là đối tượng thương binh và chất độc hóa học, nhận tiền của nhà nước từ trung ương cho đến địa phương. Tôi rất là cảm ơn vì là những cái tiền này để tôi đưa vào để chữa bệnh và điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả gói hỗ trợ, nảy sinh nhiều khó khăn, nhất là với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp. Những cái người lao động tự do, những người lao động phi chính thức là những cái nhóm bị ảnh hưởng nặng nề, và đấy là một trong những lý do mà tại sao trong cái gói hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ thì lại có xuất hiện cái nhóm này. Đại dịch Covid này cũng là cái thời điểm mà chúng ta cần phải nhìn lại để có thể trong tương lai điều chỉnh, và đặc biệt là chúng ta sẽ phải điều chỉnh từ những cái nhóm khó khăn nhất như thế này. Đó là làm thế nào để những cái việc làm của họ phải được chính thức hóa, phải được bảo vệ bởi các cái chính sách, cũng như là bảo vệ bởi cái hệ thống cái sàn an sinh. Cái nhóm người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động ở tại các doanh nghiệp phải tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương cũng đã gặp những cái khó khăn trong quá trình xét duyệt khi hồ sơ doanh nghiệp gửi về, bởi vì nó có cái điều kiện, tức là nếu doanh nghiệp đó mà vẫn còn doanh thu trong cái báo cáo tài chính của họ, vẫn còn doanh thu và vẫn còn nguồn để trả lương cho người lao động, thì doanh nghiệp đó, những cái người lao động ở trong doanh nghiệp đó sẽ không được hỗ trợ. Thì đây là những cái tiêu chí điều kiện quy định như vậy. Thế cho nên là cũng rất là khó. Trong các nhóm được hỗ trợ, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động được vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động đạt thấp nhất so với dự kiến ban đầu. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 245 người sử dụng lao động vay 40 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trong khi cho vay tái cấp vốn dự kiến ban đầu lên tới 16.200 tỷ đồng. Các cái hỗ trợ nó cần phải thêm một cái nguyên tắc, và nó phải có một cái nguyên tắc chung trước khi mà mình đề xuất, thì ví dụ như nó phải bao phủ được hết tất cả những cái đối tượng khó khăn. Thứ hai là nó cũng phải kịp thời. Chúng ta khi đề xuất là các quá nhiều các cái thủ tục hoặc là gắn kết các cái điều kiện vàng với nhau thì nó sẽ khó là cho người đối tượng thụ hưởng rất tiếp cận. Và cái thứ ba là cái việc mà tổ chức thực hiện thì giao đúng người, đúng cái nhiệm vụ, đúng cái trách nhiệm trong cái việc xác định từng cái gói đối tượng, và cái việc mà phân cấp cho cái địa phương trong cái việc là họ phải mình xác định những cái đối tượng mà ưu tiên và cần hỗ trợ. Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu đề xuất chính phủ xem xét tiếp tục có chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Các chính sách hỗ trợ sẽ theo hướng phù hợp với các đối tượng cụ thể, ưu tiên những địa phương còn khó khăn, những nhóm yếu thế chưa được bao phủ bởi các lưới an sinh xã hội. Thưa quý vị, đối với Bộ Công an, dự án làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử là hai dự án trọng điểm của ngành trong năm 2021 này. Ngành Công an đặt mục tiêu sẽ hoàn thành dự án trước ngày 1 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, với diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh hiện tại, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể xã hội và đặc biệt là các chiến sĩ trong toàn lực lượng góp phần đảm bảo tiến độ mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng thời vẫn bảo đảm các yếu tố an toàn phòng dịch. Và sau đây là ghi nhận tại địa bàn huyện quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế. Toàn bộ công dân bắt buộc phải tuân thủ các quy định phòng dịch khi ra vào trụ sở công an quận liên hệ làm việc. Với các trường hợp đến làm căn cước công dân cũng không phải là ngoại lệ. Nói chung cái thủ tục thì làm rất là thuận lợi. Vào tôi đến đây từ lúc thấy người ta làm mở cửa lúc 7 rưỡi đấy. Gần 7 rưỡi thấy các đồng chí đã có mặt ở đây rồi. Vào thì trước tiên là vào thì tôi thấy cái khâu cái quan trọng nhất là bây giờ là cái khâu phòng bệnh. Đây là thấy cái dịch bệnh bây giờ nó tràn lan này, đi tôi cũng ngại. Nhưng mà thấy lên đây thấy người ta họ làm rất là tốt. Bên cạnh những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, cộng thêm các yếu tố về thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, việc cấp căn cước công dân trong thời điểm hiện tại càng thêm khó khăn, phức tạp. Các đơn vị triển khai cần tính toán, sắp xếp thời gian cấp căn cước khoa học, hợp lý, thông báo người dân đến vào các khung giờ khác nhau để đảm bảo việc phòng chống COVID-19 đạt hiệu quả. Do yếu tố dịch bệnh với cả trùng với cả bầu cử
thành ra cũng nhiều khó khăn là cảnh sát khu vực làm nhiều việc và rất vất vả trong công tác đi mời công dân lên để làm, tại vì công dân cũng nhiều khi cũng sợ dịch, mà công an phường thì cũng đã triển khai cấp lưu động tại công an phường về các yếu tố dịch tễ và nhất là cái 5K thì công an phường đã triển khai đến từng công dân khi đi cấp căn cước công dân tại công an phường. Không chỉ Hà Nội, tại rất nhiều địa phương trên cả nước đang rất nỗ lực hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip trước ngày 1 tháng 7. Mới đây, một trường hợp cán bộ công an tại huyện Diễn Châu, Nghệ An mắc COVID-19, có tới hơn 6.000 F1 do bệnh nhân là chiến sĩ công an làm công tác chụp ảnh và lấy dấu vân tay khi làm căn cước công dân. Điều này một lần nữa đặt ra yêu cầu đảm bảo an toàn phòng dịch cần phải được đặt lên hàng đầu. Các địa phương cần căn cứ vào tình hình tại từng khu vực, bố trí các phương án lùi, hoãn phù hợp với diễn biến cụ thể của dịch bệnh. Xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Thưa quý vị, chiều nay, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về 2 ca tử vong thứ 65 và 66 của Việt Nam là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan đến COVID-19. Cụ thể, ca tử vong thứ 65, bệnh nhân số 4391 là nam, 53 tuổi, địa chỉ tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc, tiền sử đã điều trị hóa chất 9 đợt, cao huyết áp. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 khi đang điều trị tại khoa nội tạo huyết Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều và được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ca tử vong thứ 66 là bệnh nhân số 6043, bệnh nhân nam, 80 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ 2 và hen phế quản điều trị thường xuyên. Tính đến ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 217 ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 9.850, ghi nhận ở 42 tỉnh thành.